Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 15 tháng 10. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal đón cú hích từ Bukayo Saka. Thực hư ngày trở lại của Odegaard. Martinelli lại gặp vấn đề. Tomiyasu tái phát chấn thương. Thân đồng được trọng thương. Cập nhật tình trạng của Saka và Odegaard. Trong trận đấu với Hy Lạp, Bukayo Saka rời sân ở phút 50 với dấu hiệu bị đau ở cơ đùi sau và đã gặp vấn đề ở mắt cá trong hiệp 1. Tiến sĩ Roy Padra cho biết đây có thể là một chấn thương nhẹ, nhưng Arsenal sẽ theo dõi kỹ tình trạng của anh và chờ kết quả kiểm tra. Hiện Saka đã rút lui khỏi đội tuyển Anh để trở lại Arsenal đánh giá về mức độ chấn thương. Trước trận đấu gặp Bournemouth, huấn luyện viên Mikel Arteta hy vọng Saka sẽ sớm hồi phục. Nếu không, ông có thể cân nhắc Raheem Sterling hoặc là Renato Trossard đang thi đấu ấn tượng cho đội tuyển Bỉ để làm phương án thay thế. Mới nhất, huấn luyện viên tạm quyền Lucas Lee của đội tuyển Anh xác nhận chấn thương của Bukayo Saka không nghiêm trọng. Ông rút Saka ra nghỉ vì không muốn mạo hiểm. Theo tìm hiểu của ký giả John Cross, đội ngũ y tế của đội tuyển Anh đánh giá cầu thủ sinh năm 2K1 đủ sức để đá tiếp trận đấu với Phần Lan, nhưng sau cùng quyết định là không đánh cược với thể lực của cầu thủ. Nói tóm lại, Saka chỉ bị căng cơ và sẵn sàng đá chính ở chuyến làm khách trước Bournemouth vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của Arsenal sẽ rất cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard có thể đã gặp phải những trở ngại mới trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá. Dự kiến ban đầu, anh trưởng sẽ trở lại vào cuối tháng 10, nhưng theo nhà báo Cole Harrison, thời gian hồi phục của anh trưởng có thể kéo dài đến tận tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc là Odegaard có thể sẽ phải vắng mặt ít nhất là 10 trận, bao gồm những cuộc đối đầu quan trọng với Inter Milan, Chelsea và Man United, xen lẫn với màn tiếp đón Liverpool vào đêm ngày 27 tháng 10. Hay là 3 chuyến làm khách liên tiếp trước Newcastle, Inter Milan và Chelsea đầu tháng 11. Tuy nhiên, các huấn luyện viên không nên quá lo lắng mà nên chờ đợi vào những thông tin chính thức từ buổi họp báo của huấn luyện viên Mikel Arteta vào tuần sau. Ở một chiều hướng khác, tài khoản Team News Antics tiết lộ Odegaard không gặp trở ngại nào trong quá trình hồi phục và được kỳ vọng là sẽ trở lại vào tháng 11. Hai ngôi sao báo hôm tin. Theo đài TNT Sports, Gabriel Martinelli cảm thấy khó chịu ở gân khuèo và phải rời buổi tập vào hôm Chủ nhật để đi kiểm tra cùng với bác sĩ của đội tuyển Brazil. Lúc đầu, trông có vẻ như là không nghiêm trọng nhưng vẫn phải chờ đợi vào kết quả. Gabi được nhìn thấy xuất hiện trên sân tập với băng dán phía bắp chân phải. Khả năng cao là Martinelli sẽ nghỉ thi đấu trong trận đấu gặp Peru vào ngày 16 tháng 10 và sẽ được đánh giá lại trước trận đấu gặp Bournemouth. Theo phỏng đoán của Physio Scout thì đây chỉ là một tình trạng căng cơ thông thường, mất chưa tới một tuần để hồi phục. Cựu danh thủ Darren Bent đã ủng hộ Martinelli thể hiện giá trị của mình sau hai màn trình diễn giúp tăng cường sự tự tin gần đây. Anh nói: "Đó là điều quan trọng nhất, sự tự tin trong bất kỳ môn bóng đá nào. Không quan trọng bạn chơi ở đâu, chơi ở cấp độ nào. Nếu bạn không có sự tự tin thì màn trình diễn của bạn sẽ giảm sút. Và khi cậu ấy đạt được 15 bàn thắng trong mùa giải 2022-2023, cậu ấy thật tuyệt vời. Nhưng bạn có thể làm được điều đó một lần nữa không? Bởi vì để trải qua hai mùa giải với số lượng bàn thắng và số lượng kiến tạo như vậy là điều khó thực hiện. Martinelli đang nỗ lực để trở lại, nhưng bạn có thể thấy sự tự tin hiện đang dần trở lại. Tôi tin rằng đến thời điểm Giáng sinh, cậu ấy sẽ thực sự bay cao, sự tự tin của cậu ấy sẽ bay cao. Những con số sẽ ở đó, và đó sẽ là Martinelli của ngày xưa." Trong khi đó, tờ TalkSport bất ngờ thông báo hậu vệ Takehiro Tomiyasu tái phát chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu thêm một tháng nữa. Cần nhớ rằng ngôi sao người Nhật Bản đã rời xa sân cỏ gần 3 tháng sau khi dính chấn thương đầu gối giai đoạn tiền mùa giải. Vấn đề khiến anh còn bỏ lỡ toàn bộ chuyến du đấu hè trên đất Mỹ cùng với toàn đội. Thân đồng sắp được trọng thưởng. Theo đó, Ethan Nwaneri chuẩn bị trở thành cầu thủ tuổi tin được trả lương cao thứ 3 tại Ngoại hạng Anh sau khi pháo thủ được cho là sẽ cung cấp một bản hợp đồng mới, thời hạn là 5 năm trị giá 60.000 bảng mỗi tuần. Mức lương này sẽ giúp Nwaneri nhận được mức đãi ngộ ngang bằng với Kobbie Mainoo của Man United, người cũng sẽ được tăng mức lương tương tự trong năm nay. Arsenal từng mua hụt sao Serie A. Tiền vệ Piotr Zielinski chuyển đến Inter Milan với tư cách là cầu thủ tự do
vào đầu mùa giải này từ Napoli. Trong thời gian anh gắn bó cùng với đội bóng mới, một số đội bóng hàng đầu bao gồm Arsenal và Liverpool đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ người Ba Lan. Mới đây, tiền vệ này đã tiết lộ rằng anh đã có thể gia nhập Arsenal nếu như Napoli đồng ý bán anh. Liverpool đã cử một máy bay riêng đến Florence cho tôi và tôi bay cùng với người đại diện của mình là Bartolomeo Bolek. Sau đó chúng tôi lái xe đến nhà của Jurgen Klopp. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên mà tôi bay như vậy. Ông ấy nói rằng đối với ông ấy, tôi là sự kết hợp giữa Gundogan và Fabregas. Arsenal là điểm đến khả thi hơn Barcelona vì De Laurentiis không muốn đổi lại một vài chàng trai từ La Masia. Người thừa cảm ơn thầy Tạ vì một điều. Amber Sabitzer đã gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn kèm theo với tùy chọn mua đất 10 triệu bảng. Sẽ trở thành bắt buộc mua nếu như đáp ứng một số điều kiện, cộng với 25% hoa hồng bán lại. Trong một chia sẻ mới nhất, tiền vệ người Bỉ đã trải lòng về thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta tại Arsenal. Anh cho biết, nó rất mãnh liệt. Mikel là huấn luyện viên mà tôi đã làm việc cùng nhiều nhất và cũng là người mà tôi học hỏi được nhiều nhất. Mikel luôn sẵn sàng ở đó nếu bạn cần trò chuyện. Nhưng khi bạn ra sân, anh ấy đòi hỏi rất cao từ bạn. Có rất nhiều yêu cầu đưa ra. Mọi người tại đó đã quen với việc chiến thắng và nó là điều bình thường thôi. Vì đó là Arsenal, mọi thứ rất khó khăn. Vì điều duy nhất mà tôi muốn là được thi đấu, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian phức tạp nhất trong sự nghiệp. Nhưng phải nói là tôi đã học được rất nhiều, nhờ tất cả mà tôi có được ngày hôm nay, tận dụng mọi thứ để tiến về phía trước và không để cho bản thân tụt lại phía sau. Đó là những gì mà tôi đang làm. Arsenal cần tránh một việc nếu như muốn xưng vương. Cựu cầu thủ William Gallas đã đưa ra nhận định về khả năng Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Ông tiết lộ điều mà pháo thủ cần tránh nếu như muốn lên ngôi là tránh khỏi việc mất điểm trên sân nhà. Gallas bày tỏ: tôi cho rằng cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này sẽ là sự cạnh tranh giữa Arsenal, Liverpool và Man City. Nhưng tôi nghĩ rằng sau khi đã tiến đến rất gần danh hiệu trong 2 năm qua, Arsenal sẽ lên ngôi vô địch mùa này. Để viễn cảnh đó sáng sủa hơn, họ cần phải tránh khỏi những kết quả hòa trên sân nhà như trong trận đấu gặp Brighton. Nếu như Arsenal thắng trận đấu đó thì họ đã đứng đầu trên bảng xếp hạng. Và khi phải cạnh tranh với những đội bóng như là Liverpool hay là Man City, Arsenal cần đảm bảo rằng họ sẽ thắng những trận đấu như thế. Tôi nghĩ Arsenal có thể sẽ làm được điều đó và sẽ lên ngôi vô địch trong năm nay. Bên cạnh đó, Gallas cũng tin rằng Arsenal là ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại cho chức vô địch Premier League. Arsenal đã thể hiện rất nhiều trong mùa giải này và rằng cùng với việc Rodri bị chấn thương ở Manchester City, mọi dấu hiệu đều cho thấy Arsenal là đội bóng sáng cửa nhất vào lúc này. Liverpool cũng sẽ tham gia và sẽ là giữa ba câu lạc bộ đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là Arsenal sẽ giành được chức vô địch mùa giải này sau khi đã tiến đến rất gần trong 2 năm qua. Người cũ mong của viên Arsenal là một điều. Truyền thông Anh đang có những bài so sánh giữa Cole Palmer và Bukayo Saka trong một vai trò ở đội tuyển Anh. Trong bối cảnh đó, cựu phó thủ Cesc Fabregas đã kêu gọi người hâm mộ Chelsea và Arsenal ngừng chạy theo trào lưu trên. Anh nói: mối nguy hiểm của mạng xã hội là mọi người thực sự tin vào bất cứ điều gì họ đọc. Không cần phải so sánh hai cầu thủ này. Hãy dừng việc đó lại. Đội tuyển Anh thật may mắn khi có hai tài năng tuyệt vời. Hãy tận hưởng họ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.